Này, anh em tôi lại vừa đi kiếm 12 con vịt to quá. Mỗi con này là 3 cân 7 4 cân con đấy cả nhà. Hai em. Bây giờ là hai thằng em đang thể hiện hãm tức canh. Đấy, mỗi thằng hãm một con. Xem thằng nào được, thằng nào hỏng. Đã mình tranh đấy cả nhà. Còn chanh không? Còn nhiều không? Nhiều. Còn nhiều chanh gì? Còn hai quả nữa mà. Sao bây giờ đi mua? Đấy, hai đối thủ này có đối thủ đấy. Đùa nhau với tay hãm một con. Hai này đấy. Đấy, hãm chanh náng bát. Xem tí nữa tay nào hỏng tay nào được. Có mày ra giữ nó mua cắt một con ngay. Một con. Lấy một cái bát đựng cái đầu này. Lấy bát con. Cảnh lấy một bát con này cho bố mới được tự động. Thằng điên kia này sao bóng mình nó đẻo thế nhỉ? Cạc. Hãm tiếp canh cạc. Đấy. Cả nhà này, hai con vịt đấy. Đây là lấy từng này tiết đủ rồi, chứ còn nhiều lắm, hãm một chanh đấy, hai thằng em nó hãm hai con, mỗi thằng con, hai con vịt này gần một yến, ngót một yến luôn, mỗi con ba cân rưỡi, bốn cân một con, đấy, như bánh tư canh, luộc bánh tư canh. Hello, chào cả nhà, đấy, xong chào cả nhà nhá, vận động xong, đủ hết lực, đấy, hai ăn thì phải lăn vào bếp thôi, đấy, hôm nay làm ngon rồi, sạch sẽ rồi. Ừ, cứ để đấy cho anh. Đây này. À, cái em nhà anh nó làm lông xong rồi mà nhà mình làm bắt đầu nó ngâm muối. Ngâm nước muối. Qua hai con to lắm cả nhà. Vịt ở mình rẻ lắm, có 35.000 một cân thôi. Đấy, tóm lại cứ một con cứ tầm cứ 3 cân rưỡi 3 cân 6 này là chỉ có 101 cùng được. Ngâm muối là 100 cũng xong. Ngâm muối đỡ hôi. Cho không hôi nó sạch. Đang đông vịt giải nào nhặt xong con đông con vịt xong nó giải nào được điếu thuốc nào nó ngâm muối nó để đây chỗ này. Ăn muối kiểu này. Suốt ngày chỉ ăn mới hốc. Tai họa. Tai họa dã cũng là thả dần đâu, không xì khóa anh đâu. Vẫn sợ Coca-Cola mà vẫn phải đeo khẩu trang hả em? Sợ Coca-Cola. Mày ơi. Em muốn coi trang gà thì em muốn coi bây giờ đâu. Đừng cầm nhập. Coi là bắt đầu không muốn bị đỏ chót rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà hòa. Hai con rồi. Quá được hai con. Hai con gần yến này ăn làm sao được hết. Sợ thật. Bình quân vào ba tính như thế là bình quân vào 3 cân rưỡi một con. Hai con là vào 7 cân vịt cả nhà. Đấy, mỗi mâm một con luộc cho nhanh thôi cả chú Việt ạ. Chế biến nâu lắm, nhiều món nó ăn ngon thật, nặng nâu lắm. Anh em mình cứ làm cho nhanh chóng. Đúng nghĩa là phải thu nhiều chiếc nâu lắm. Đi mỡ đi đổ rác vậy à? Ừ. Mang cái bì đâu? Mà lại quay đi đâu đấy? Quay đi đâu à? Quay đi đâu? Quay đi đâu? Mợ quay đâu thì cháu đi đấy. Mày quay đi đâu đấy? Mợ tôi đang bảo mày quay đi. Phải thôi. Nhưng mẹ nó phải thôi. Mất công. Có phải thôi không hay thôi? Ngon. Mẹ ngon lắm. Mẹ này phải đi mua giềng à? Mấy cái bưởi trước cửa nhà cả nhà to kín cả sân luôn, rồng chủ yếu nó lấy mát thôi, sai quả lắm đấy, quả cực sai luôn. Hoa nó xíu thế rồi cả nhà.
chân gà. Vịt. Bốn cái chân vịt, chân gà. Tưới ớt lên cả nhà, chưa ra lọc. Mùa xuân chuẩn bị ra đâm chồi nảy lọc. Cảnh hôm nay rửa hết trồng bát này, còn bác biển này nhặt rổ rau. Bấm vào ngón tay em ơi. Rồi anh. Yên tâm em, tay nghề cao. Tiết mục bánh tiết canh cả nhà. Bấm nhân để bánh tiết canh. Hai chú mỗi chú có trách nhiệm bánh một con. Tiết canh hãm bằng chanh. Đấy, quả tim đút luôn, đút mồm review trước đi. Thế. Ngon ấm. Đấy, nhai quả tim trông khiếp người. Đấy, ăn luôn cả cái mật ấy đi. Khánh ơi. Ăn cứ ăn đầu ăn đuôi ăn xuôi ngược, khiếp nhìn thèm quá, ba quay chảy hết cả rất dãi này. Mật ra. Ăn cái mật à? Vịt đấy. Ăn một cái mật vịt đây. Ăn đi nào. Nè. Ăn thật đấy. Ăn thật. Ăn đi. À. Wow, khiếp. Có đắng không? Đấy, nghe nó chơi cả cái mật luộc vịt luộc nó nhai cả nhà. Gương mặt này thì có trách nhiệm bầm nhân cho anh tiết canh. Đao phủ. Gương đao phủ. Chào cả nhà nhá. Hôm nay đi đâu về tia tái thế hả? Hôm nay đấy, cả nhà hôm nay món tóc dài đi chơi đâu hết, bây giờ tầm này mới về đấy. Khay này thôi, đỡ tốn bát đĩa nhiều, chị em tóc dài nó mắng chết. Các ông toàn bầy bát để nó rửa nó nhọc, nó mắng lắm. Kiểm tra muối mình chính xem vừa vặn cái nước dùng rồi. Hai vịt ngon được cả nhà, được. To lắm, vịt ở mình rẻ lắm cả nhà, không biết mọi nơi nào, không biết như bây giờ có 35 là loại khủng long ngon kỳ luôn. Cứ được 3 cân rưỡi rồi nên. Đây. Ăn hết làm sao được nhỉ? Chẳng nghe em bảo mua nửa con đúng không? Phải mua cái con thì to. Kín cả cái rổ. Dạ. Quá tuyệt. To quá. Toàn 3 cân rưỡi đổ lên cơ mà thu chết người luôn. Ở bên tranh lại tiếp tục. Hai con kín rổ luôn. Đấy. Con này lại đi xòe cánh rồi. To nhé. Rất giòn cả nhà. Giới thiệu cả nhà đây là cái gia vị đấy là để đánh tiết canh. Đây là anh em là nướng rồi, đây là hành nướng. Hành nướng. Đấy, hành khô okay. Nướng. Gừng nướng. Đây là rau thơm, các đồ rau thơm. Đấy. Mấy loại rau liền. Nhưng mà đánh xong cái này bao con rau thơm mà đánh xong là phải ăn ngay rồi nhỉ? Để lâu rồi nó vãi nước. Tuyệt vời lắm. Kìa đây đây nước rồi Cảnh ơi, lại cho cái điện tắt đây. Chả mượn gì. Chồng con thì không lấy đâu, nhờ mới mượn. Sao? Cứ thế thôi. Này rồi, khéo lại quả bom nổ chậm này, nhọc lắm. Mệt lắm. Người khác thèm. Thèm à? Rồi 4 năm nữa mà không xuất có nhà ra đấy mà nó thèm. Tính tướng gì? Rửa sạch sẽ vào. Phải rửa. Không rửa không cho ăn. Tiếng thức nghe giòn tan. Cứ gần cất 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 giòn đấy. Thank you.
rất nhiều. Cho cả cái bã đấy vào ăn. Bã gừng. Mùi đông rồi. Xuân của Xuân đã đông rồi. Ăn ở đĩa đông luôn. Đĩa tức canh khổng lồ. Giang nạc chứ em ơi. Đấy. Vừa tắm xong là đang giang nạc rồi đấy. Đĩa tức canh khổng lồ cho cả nhà. Nói khổng lồ nó quen mồm, nó lại đánh vào đây để cho nó tiện, giảm tiện bát đĩa, chị em rửa đỡ vất vả. Lại lóng ngồi lại bó mồm. Làm thì người. Là giai đoạn mà xẻ thịt. Đấy, mà anh vào đánh chị xanh chén. Nhìn rất đi hơn. Rồi, con này này, vừa gặp này. Đấy. Thơm lắm. Khổ trước xương sau thì mới giòn. Bố ơi cho mình. Quá tuyệt vời không ơi. Món còn ăn rồi. Cái gì? Chào. Huyền thoại. Kiêng. Kiêng. Mời các chú. Rượu cái thu nó vừa nó rót vào ngỏ đặc sệt. Kiêng. Như là gì nào? Má này cầm cái chén má tay đấy. Mời các chú. Kiêng. Hết nha. Hết ra. Vâng. Bắt đầu thì hết đi. 50 thôi, lúc này còn nhâm nhi mồi nhiều. Nó cũng 50 là phạt. 50 là phạt luôn, giết ra 50 là phạt. Anh biết ngủ với anh rồi. Wow, nó rượu mật ong ngọt thật. Cái thu nó vừa nó rót vào, nó bảo thương các anh ở nhà hôm nay vất vả, nó nịnh, nó rót một ong vào ấy. Đặc quá. Đây. Rồi được rồi, anh rắc xong rồi, anh đưa cho. Thế bốc mà mình. Đâu anh rắc một tí tí canh. Đây. Không có các chú ăn hết, có mấy viên nhà các chú ăn hết mà ngoài. Đấy. Ôi ạ, à. chấm muối đâu. Keng. Cả nhà này cứ keng liên tục cái này khổ lắm, từ từ nào cái đĩa cái keng thèm quá rồi. Ủa, rượu nó rót vào ong đặc nhỉ. Cứ nhảy như là nuôi. Keng. Không. Nào, 50 này các chú. 50 nha. Chào mừng. Keng. Thôi 50 thôi. Keng. Wow. 50 thôi rồi, nhâm nhi. Ừ. À, hay là 10 nha. 50 là 50 đó. Nét rồi. Bắt đâu? Đấy ở nhà này, cả nhà xem với vịt đấy, thì vịt đấy đấy thì được. Ngon chưa? Nó ngon như thế rồi. Để tham gia. Hả? Ngon không? Mời cả nhà nhá. Cái ngon. Nằm bên cánh giữa. Cánh giữa ngon rồi. Cả nhà. Khôn lắm. Quyền này cứ hay cứ tẩn trước rồi. Còn đâu nữa ngon là cái này. Có cái này là thích cái này nó lắm chả. Cái cánh to như cái đùi. Ừ. Ngon chưa? Ngon quá. Cay quá. Sao ạ? Mùi rất ngậy và ngon. Sách, thế thì em sách cái gì đây? Cái này cái gì? Đấy, trời ơi, cái mãi được hai chai này. Hai chai gì? Chai rượu. Rượu à? Xin cô nhá. Đấy, tâm lý các anh đấy, có tiếp anh đây, cô em tôi nó tiếp vào. Về nhá. Đấy, tiệm qua. Ok anh ơi. Nào, lại kèn lắm này. Kèn nhá. Cái suốt ngày kèn này. Đây đây. Suốt ngày kèn này. Đây đây. Đây, uống thì cô đó vừa nãy. À quên chưa lắc. Lắc tình cảm này. Ôi khẽ khẽ rung hết cả màn hình. Rồi. Keng. Đấy. Cô nó này. Đấy. Đấy. Lắc mời cả nhà nhá. Cả nhà này, cô em tôi này tiếp tế cho các anh tiếp tục này. Hai chai nữa này. Đây. Các em nó tâm lý lắm, là mấy cái ông hôm nay ở nhà một mình vất vả làm vịt làm gà, các cô đi chơi về các cô nịnh cho vài cái cút rượu. Mỗi hương vị khác nhau, cái gì rất đã. Anh
Ôi thôi thôi, cảnh cảnh ơi, mày gấp cho bác nhiều. Ôi giời, hai bốn con này chuyên gấp ớt cho bác thế này. Anh. Rồi rồi. Nó thi nhau nó gấp ớt cho biển. Rồi. Ôi giời, ăn thế này là cay lắm rồi. Nó ngon. Con này nó chấm đùng. Chấm ở đây thôi, bắt vào. Dạ, có khách đến kìa. Cái cay. Đông quá. Đấy. Đông như cả nhà. Đông đặc luôn đấy. Đông. Chơi bằng môi này cả nhà này. Chơi bằng môi luôn. Đĩa tới canh to phải chơi bằng môi to. Mời cả nhà nhá. Môi to này, ớt to. Ui dồi, mày dắp cho bác ớt thế, mày chuyên tiếp ớt cho bác này. Môi to là phải ớt to. Đến đây em. Ui dồi ôi, trời ơi, môi này mới ăn. Ui dồi, trời toàn môi này kìa. Quá tuyệt, ngon lắm. Như này. Nãy kia anh chào mừng cái phá phá bát tiết cảnh. Kia anh phá gần nửa đĩa. Hết nhá. Ừ hết đi. Hết đi. Mời cả nhà hết nhá. Hết đi. Chồng mông đi lên đây cho anh xem nào. Chồng mông ấy. Hai chú chồng mông đi lên. Làm mồi đấy. Wow, được. Nắng 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 nắng. Chào mừng đĩa tiết cảnh. Phá đĩa thức ăn ngon quá cả nhà. Ngon quá, em phải làm đúc miếng nữa. Ngon quá. Thu cảm cho em nhá. Cứ, cứ phải múc rồi đấy, đồng nhỉ. Đây em chơi xía to. Dán cân. Phát được. Dán cân luôn. Đã, tiếp tục cả nhà. Ngon chứ cả nhà, đồng cứng luôn. Đấy, đồng nhỉ. Rất ngon. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Đây 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 đây, thiếu thiếu. Cả nhà ơi, này nó cho nửa đũa ớt vào rồi. Ôi cảm ơn thằng cháu nó có bụng tốt rồi, nó gắp cho bác toàn ớt vào thôi này. Đúng một đũa ớt to cả nhà. Hai bố con nó chăm sóc bác biển, tôi chỉ thấy tâm có ớt. Tại bác mới làm nghiện ớt. Chú Xuân ơi, cho anh mượn miếng chanh nhá. Anh ơi, bắt cho. Thôi thôi thôi, để anh bắt thôi. Có chú lại vắt nhiều quá. Đây vắt đoàn hoa. Đây vắt vắt đoàn miếng. Anh cứ múc đây, cái này là tím. Vắt đây này. Kiểu anh ăn cái canh cũng đưa làm cho. Thôi đây rồi. Ăn cái canh thì mắt nẫn đây là tím. Tím này, đấy. Thưa anh ạ. Rồi. Review. Đấy. Rồi. Có rồi, ớt gắp rồi. Có rồi. Có miếng rồi. Nhưng mà quên cái món này rồi anh ơi. Quên món này anh ăn tạm này. Thơm. Tuyệt rồi, ngon. Ngon lắm cả nhà. Ganh vịt nó ngon, ăn chất lượng cuộc sống này. Chết rồi. Mà cái miếng này hãm mỡ rượu cả nhà. Đấy hãm rồi. Đây là mì. Đấy, mì. Wow. Lát để nó dừ nó cho nên em. Ngon quá. Thử lấy đây này, đấy. Anh được, hôm nay thể hiện cái món này nó không có nước cam ấy, cho nên là nó không có gì đánh nó chuẩn, nó đông. Đánh này đĩa này nó bao giờ nó đông mà. Mà cứ như này nó đỡ tốn ba đĩa này. Rồi. Đấy đáng em này làm tí chanh. Nặn chanh vào. Làm miếng ớt nữa. Bằng nhắm đây là nhắm con này. Quy. Đúng rồi. Đấy. À đây rồi. Ớt đây rồi. Để đánh trò thế. Đấy. Đấy chú review đấy thôi. Ngon đấy. Quá. Đấy. Rồi đấy. Không phải gắp ớt ra không muốn tái tiết. Tái cái gì? Đút được một bạn này à. Tái tiết đấy. Đấy. Chuẩn chưa? Ngon chưa các bạn? Các bác nhà này ớt rồi nhá. Hãy đi theo bác biển ăn cái gì cũng phải có ớt thôi. Ừ. Đấy, ăn nó mới ngon. Rồi làm miếng nữa. Ngon quá, không thể kìm lòng được. Ngon quá cả nhà. Đấy. Ngon quá. Cái này ngon. Ớt rau anh này. Còn thiếu rau, thiếu ớt. Quên, mày ăn quá, nó ngon quá. Ngày vội làm miếng nữa. Lắp bát chanh rồi nhỉ, bát chanh nhỉ. Anh nuôi làm bát đâu à? Tôi bắt này miếng chanh. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Nếu hay đăng ký ủng hộ cho anh em mình nha. Cảm ơn rất nhiều. Chào các hai em ơi. Chào cả nhà nha. Chào nhà nha. Xem hay nhớ đăng ký và ủng hộ cho kênh của anh nhiều. Cảm ơn nhà rất nhiều. Chào cả nhà yêu nha.